Facebook Nguyễn Sinh đã phản ứng gần như tức thời sau khi Facebook Đại Nam đăng cái thông tin là tố giác đấy, tố cáo. Và trong đó thì Nguyễn Sinh nằm ở hàng thứ nhì ha. Đây Nguyễn Sinh hàng thứ nhì bên Facebook. Liễu Nguyễn số 1, Nguyễn Sinh số 2. À. Tôi cũng chưa xem là Liễu Nguyễn. À. Nhưng mà có hai người, như vậy thì Nguyễn Sinh lại là cuối bảng, thấy không? Và tôi xin review cái bài của Nguyễn Sinh ha. Review hơi muộn chút nhưng mà tôi sẽ review nó kỹ kỹ hơn chút. Không biết luật sư Đặng Anh Quân chấp hành án xong chưa? Chứ giờ lập danh sách hàng trăm người thế kia đòi đưa ra pháp luật thì phải cần rất nhiều người hỗ trợ. À nhưng mà thưa bà con, ông Đặng Anh Quân ấy thì ông sẽ hồi xưa cũng vậy, ông cũng không hỗ trợ được mấy cái này. Mà hỗ trợ chỗ Đại Nam là ông luật sư gì tôi quên mất tiêu, ở bên đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh đây này. Luật sư Lễ. À, ông luật sư Lễ mới là luật sư riêng của Đại Nam. Chứ còn ông luật sư Đặng Anh Quân ông chỉ tham gia cái drama thôi. Chứ ông không làm những cái việc giống như là một cái luật sư riêng. Mà luật sư riêng là ông Hồ Nguyên Lễ. Đúng đó, ông Hồ Nguyên Lễ. À, thì ông Lễ sẽ làm những cái này. À, và ông Lễ là bà con nhớ là người bào chữa cho chị Hằng cũng như ba cái trợ lý của chị Hằng đấy. Là chính là ông Hồ Nguyên Lễ này. Thấy không? Rồi, tiếp này. Xem ra việc lập vi bằng cũng là cả một vấn đề. Có mấy bạn TikToker ngày live 15 tiếng, live liên tục 2 tháng nay nên phải cần những người như anh Quân tư vấn thì mới hiệu quả được. À, thì cái này là có ông Hồ Nguyên Lễ, ông lo cái chuyện này ha. À, ông thì là luật sư riêng của Đại Nam từ nhiều việc, hình như đất đai rồi này kia kìa nọ rồi. Khi ai ra tòa, kể cả các cái phiên tòa dân sự cho đến hình sự. Thí dụ như chúng ta thấy một cái phiên tòa dân sự mà chị Hằng khởi kiện là nhà báo Nguyễn Đức Hiển ở trên tòa án Bình Dương đấy. À, thì ông Hồ Nguyên Lễ cũng là đại diện nguyên đơn. À. Rồi tiếp, nhà giàu nên quyền lợi họ hơn nhà nghèo như mình, nên muốn thưa muốn kiện ai chả được. À, tiếp này, còn có căn cứ hay không thì đợi cơ quan chức năng người ta kết luận, tố cáo được thì bị đơn cũng phản tố được mà. À, tất nhiên ý nói rằng là những cái danh sách nêu ra là như vậy, nhưng mà vấn đề là có căn cứ, đủ căn cứ pháp luật hay không thì đó là vấn đề. À, ở đây tôi có cái nhận xét là thế này, qua cái bào chữa của ông Hồ Nguyên Lễ ở trước tòa thì tôi thấy rằng là ông Hồ Nguyên Lễ này ông không có cái tư vấn độc lập, ông không có cái chính kiến, mà toàn bộ những lời bào chữa của ông Hồ Nguyên Lễ là gần như những lập luận của chị Hằng trước đó. À, mọi người đều đã biết thì ông Lễ ông lấy những cái lập luận này để ông đưa ra thành lời bào chữa ở trước tòa. Đấy không? Do đó ở trong cái vụ này đó thì ông Lễ ông sẽ làm theo cái yêu cầu của ông Dũng hoặc là chị Hằng một cách tuyệt đối 100%. Tức là ông sẽ không có tư vấn cho Đại Nam ở trường hợp này nên, trường hợp này không nên, trường hợp này nên là tại vì nó đủ căn cứ pháp luật, trường hợp kia không nên là nó không đủ căn cứ pháp luật. Thì ông Lễ sẽ không làm việc đó. À, ông là một người gọi là đáp ứng theo cái yêu cầu của thân chủ mình một cách tuyệt đối. Thấy không? Đó. Có nghĩa là thân chủ muốn ông cãi theo cái lập luận A thì ông cãi lập luận A. Muốn nói theo kiểu B thì ông nói theo kiểu B. Nó khác với một số luật sư khác. Một số luật sư khác thì họ sẽ đưa cái chính kiến của họ ra. Họ khuyên, à, nói theo tôi thì không nên nói như thế này mà tôi sẽ nói như thế kia.
họ sẽ trao đổi với thân chủ, và sau đó thì thân chủ đồng ý thì lên một cái phương án. Nhưng mà tôi thấy có vẻ như ông Hồ Lễ này ông kiểu giống như là làm theo yêu cầu của thân chủ 100%. Đôi khi những cái yêu cầu đó nó cũng không phải là chính xác. Thì nói chung đó là cái nghiệp vụ của luật sư, cái đó thì là tùy. Rồi chúng ta tiếp này. Tố cáo được thì bị đơn cũng phản tố được mà. Có nghĩa rằng là khi ai đó người ta tố cáo mình thì mình cũng gửi nhân đó gửi cái đơn để tố ngược lại thì gọi là phản tố nha bà con. Trong dân sự cũng có phản tố và trong hình sự cũng cũng có phản tố. Rồi, luật cũng có các điều khoản quy định rõ ràng về việc người tố cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với những gì mình đã tố cáo, trung thực về nội dung tố cáo, cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo sao cho đúng sự thật. Tức là ở đây là về cái quy định pháp luật đó. Thì tố cáo thì phải tố cáo đúng ha, chứ không có tố cáo sai. Đã. Về nguyên tắc nó là như thế. Nếu mà tố cáo sai và xong rồi là mình tố cáo nhiều nơi, kiểu giống như rải truyền đơn ấy, ra nhiều nơi thì nó sẽ thành ra cái vu khống. Và thực ra ngày nay đó, ngày nay thì cái người tố cáo họ sẽ phải chịu cái trách nhiệm rất lớn. Tuy nhiên đó là trường hợp của những người dân bình thường. Còn đối với ông Dũng hoặc là đối với chị Hằng ấy, là những người giàu, giàu thì họ khác. Người giàu thì họ khác. Người giàu thì tố cáo sai thì cơ quan chức năng đôi lúc họ du di, họ cho qua. Còn anh nào mà nghèo mà tố cáo sai thì là mệt. Do đó là ở đây nó có cái tính hai mặt vậy bà con ha. Ông Yên ổng hiền chứ thời đấy ổng mà quay lại tố cái tội dân bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền thì cũng phức tạp phết. Cái đây là nói trở lại cái trường hợp ông Võ Hoàng Yên, thì cái này thì có thể có lý. Có thể có lý bởi vì hồi đó ông Yên ổng cũng khá có thế lực, nhưng mà lúc lúc ra đó thì chị Hằng chị dập mạnh quá. Và ông Yên thì ổng không có cái sự ủng hộ của xã hội. Chứ còn ổng thì ổng có thế lực nhưng mà không có sự ủng hộ đó, và ổng bị quất nhiều, quất mạnh quá. Và nhiều cái thì về sau thì nó không có chứng cứ, ví dụ như làm chết người này kia kia nọ đó thì công an họ không kết luận được. Tuy nhiên mà ở đây là nói về cái mặt nguyên tắc thôi, chứ còn mà nói mà ông Yên mà để mà phản tố thì hầu như không là vấn đề ha. Đó, rồi tiếp này. Xã hội văn minh không chấp nhận tố cáo chủ ý sai sự thật hay vu khống người khác bởi tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Thì cái kết là như vậy. Theo tôi đánh giá thì cái tút này nó khá là nhẹ nhàng. Có lẽ Nguyễn Sinh cũng viết nhẹ nhẹ, kiểu nhẹ nhẹ giống như hồi hồi nào cho đến giờ thì cũng viết nhẹ nhẹ theo kiểu đấy. Đây là cái văn phong, cái đặc điểm của Nguyễn Sinh. Không không có dùng những cái ngôn từ mạnh mẽ, đao to búa lớn. Thì theo tôi có thể rằng là Nguyễn Sinh sẽ ngừng việc thông tin về chị Hằng, giống như là cái thời gian vừa qua, do có thể rằng là cái hiệu ứng của cái danh sách đó. Chúng ta sẽ không còn được đọc những cái thông tin thuộc loại mà gọi là từ công an đưa ra của Nguyễn Sinh nữa.